Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 27, tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n. Đây, tính tổng các số chẵn của số nguyên dương n, đúng không ạ? Thì để giải quyết bài tập này thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn dễ hình dung. Đấy. Ví dụ ở đây mình có cái số n là bằng 4, đúng không ạ? Thì ước số của nó là 1, 2, 4, đúng không ạ? Và để tính tổng các ước số chẵn của nó, của số 4 này, tức là nó sẽ bằng S sẽ bằng 2 cộng 4, 2, 4 là số chẵn, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ ra kết quả bằng 6, đúng không ạ? Thì đó là một cái ví dụ để cho các bạn dễ hình dung. Đấy. Và thuật toán để giải cái bài tập này thì... đầu tiên ta phải tìm được ra cái ước số chẵn của nó. Đấy, và sau đó sẽ tính tổng của những cái ước số chẵn đó, đúng không ạ? Thì đầu tiên mình sẽ phải khai báo một số cái thư viện cho nó. Đây. Đúng không ạ? Đây, studio. Chấm hát, đúng không ạ? Sau đó sẽ là cái thư viện Conio. Và một cái thư viện toán học. Và sau khi đã khai báo thư viện thì chúng ta đi vào cái hàm main. Và trong hàm main thì mình sẽ khai báo một cái biến n và biến tổng và khơi tạo giá trị ban đầu cho nó bằng 0. N đây chính là cái số nguyên dương mà mình phải nhập vào. Sau đó sẽ sử dụng một cái câu lệnh print để in ra màn hình cái câu lệnh mời nhập n. Đây là sử dụng tiếp là một câu lệnh scanf. Trong cái lệnh câu lệnh scanf này thì chúng ta cần phải nhập đây là phần trăm d và đây sẽ là và n. Đây là cái cấu trúc khá quen thuộc với chúng ta để nhập một cái số vào từ bàn phím. Và sau khi đã nhập thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for để tìm ra các ước của nó. Và với cái giá trị biến chạy là y, khởi tạo ban đầu bằng 1. Và ta tiếp tục biểu thức điều kiện của nó là y bé nó bằng n, tức là nó chạy từ 1 cho đến n. Đấy. Và sau đó sẽ tăng y lên. Sau đó sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh if để tìm các ước số chẵn. Ước số chẵn thì nó sẽ chia cho 2, đúng không ạ? Thì đây thì mình sẽ trước tiên thì mình sẽ phải tìm cái ước số của nó. Ví dụ ở đây thì mình sẽ cái biểu thức của nó sẽ là n phần trăm y bằng 0. Tức là gì? Tức là nếu mà cái n chia cho y mà bằng 0 thì tức là nó chia hết số dư ấy. Đây là n phần trăm y, tức là phép chia lấy dư, đúng không? Là phép chia này có dư bằng 0 thì tức là nó chia hết, đúng không ạ? Thì rõ ràng y lúc này là ước của n, đúng không ạ? Đấy, và sau khi tính được y thì mình tiếp tục dùng một cái cú pháp if. Và nếu như cái y này nó chia cho 2, tức là chia cho 2 thì là số chẵn, đúng không ạ? Thì sẽ in ra những cái số y đó. Đúng không ạ? Mình sẽ in ra cái số y đó, tức là in ra những số mà ước số mà chia cho 2. Ở đây sẽ địa chỉ của nó đương nhiên phải là y. Ở đây chấm chấm vậy. Và trong đó thì mình sẽ tính cái tổng sẽ bằng tổng cộng cho y, đúng không ạ? Vì y lúc này là những cái ước chẵn, đúng không ạ? Thì tổng lúc này sẽ được bằng tổng ban đầu cộng cho y, đúng không ạ? Rồi. Và sau đó thì mình sẽ phải in ra màn hình cái kết quả, đúng không ạ? Ở đây mình phải
sử dụng khẩu lệnh print. Ở đây sẽ là tổng của các ước chặn là, đây sẽ là phần trăm d, vì tất cả các ước đều là kiểu integer nên là tổng của nó đương nhiên sẽ là kiểu nguyên integer đấy ạ. Đây sẽ là tổng. Rồi đây sẽ mình sẽ phải sử dụng thêm một cái câu lệnh get để dừng màn hình lại. Rồi thì đây là toàn bộ code của cái chương trình này, mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi ở đây mình sẽ thử nhập là 4 nha. Thì nó đã in ra cái ước chặn của nó là 2 và 4 đúng không ạ? Đấy, và tổng của các ước chặn là bằng 6 đúng không ạ? Đấy, đúng như cái ví dụ mà ban đầu mình đã đưa ra. Đấy, và mình sẽ so sánh giữa hai cái ví dụ này cho các bạn xem đúng không ạ? Nó hoàn toàn giống nhau đúng không ạ? Đây. Rồi thì trên đây là cái bài tập dạy cách để tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.